người mẹ chuẩn bị đồ cúng thịnh soạn, cúng bái vong hồn trước cửa nhà với hai cậu con trai. Sau khi cúng xong, người mẹ vào nhà lấy đồ, đặc biệt căn dặn con trai không được sờ mó lung tung. Nhưng anh cả nghịch ngợm lại định động vào đồ cúng. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn vặt ngon, cậu lén lấy một gói. Em trai nhắc không được ăn vụng, trước đó mẹ đã nói với hai anh em, đồ cúng này là cúng cho vong hồn. Có điều anh trai không để tâm lắm, trên bàn có nhiều đồ ăn như thế, chắc chắn sẽ đủ cho họ thôi. Nói rồi cậu xé gói bim bim ra bắt đầu ăn, nhưng không biết mình đã phạm vào cấm kỵ. Lúc ăn tối cậu biểu hiện có phần khác thường, tướng ăn nhồi nhét như bị ma đói nhập vậy. Người mẹ bảo cậu đừng ăn nữa, ăn nhiều quá sẽ bị khó tiêu, nhưng anh cả lại như không nghe thấy, vẫn ăn nhồm nhoàm từng miếng lớn. Thấy vậy, người mẹ giật lấy chiếc thìa, tưởng rằng như vậy có thể khiến cậu dừng lại, không ngờ cậu lại trực tiếp dùng tay bốc đồ ăn trong bát cho vào mồm. Lúc này cậu đã bị ma đói nhập. Sau nửa đêm, cả nhà đều đã yên giấc. Người mẹ bị tiếng động lạ đánh thức, tưởng nhà có trộm, cô cầm cây gậy rón rén đi ra khỏi phòng. Tủ lạnh đang mở, đồ ăn vương vãi trên sàn, cái đầu sỏ chính là con trai cả của cô. Đói bụng ăn vụng thì phải ăn một lần cho no luôn. Người mẹ bị dọa đứng sững tại chỗ, con trai cô đang ăn sống con vẹt. Điều cấm kỵ thứ hai là không được giặt phơi quần áo lúc nửa đêm. Tiểu Đào là một sinh viên đại học ở ký túc xá. Đêm trung nguyên, cậu đã giặt hết sọt quần áo bẩn. Sau khi phơi xong trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng vẫn đang chơi game tám chuyện. Cậu ngáp một cái, sau đó leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không biết tại sao lại cứ cảm thấy cả người hơi ngứa. Cho rằng tắm vẫn chưa sạch, cậu cứ thế mơ màng đi tới phòng tắm. Chỗ tắm của trường này là nam nữ dùng chung. Nhìn thấy có bạn nữ đang giặt quần áp cũng bình thường. Cậu vừa xối nước vừa kỳ cọ, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ cơ thể. Nằm trên giường lại phát hiện cơ thể vẫn rất ngứa, ngứa đến mức cậu vào đầu bứt tai không tài nào ngủ nổi. Lúc này đã tảng sáng, vẫn có bạn cùng phòng đang chơi game. Tiểu Đào không quấy rầy cậu bạn kia, lại lần nữa đi tới phòng tắm. Cô bạn giặt quần áo vẫn ở nguyên chỗ cũ, chốc chốc lại vào quần áo. Sau lưng của cậu đã cọ ra vết máu, thật sự là ngứa không chịu nổi. Không biết từ lúc nào trời đã sáng, Tiểu Đào kêu ca với bạn cùng phòng, tối qua không biết ăn nhầm cái gì mà dị ứng cả người, phải liên tục chạy tới phòng tắm. Cậu bạn chơi game hơi tò mò, tối qua cậu ta chơi cả đêm, có thấy Tiểu Đào dậy đâu, chắc Tiểu Đào nằm mơ rồi. Tiểu Đào nghe xong cũng thấy rất khó hiểu, nhưng lúc tắm rửa cậu lại gặp cô bạn giặt quần áo, lần này cô ấy đã lộ mặt, biến thành dáng vẻ ma quái đáng sợ. Điều cấm kỵ thứ ba trong tháng cô hồn, nửa đêm không được huýt sáo. Người đàn ông ta làm đã là nửa đêm, tối nay đúng là Tết Quỷ Trung Nguyên. Anh ta vừa hoàn thành một dự án công ty, tắt máy xong vui vẻ huýt sáo. Tiếng huýt sáo vang vọng trong nhà xe trống trải, không lâu sau tự dưng lại truyền đến tiếng huýt sáo khác, tiết tấu y hệt với tiếng huýt sáo của anh ta. Người đàn ông tò mò quay qua nhìn, có bóng người vụt qua, anh ta đột nhiên cảm thấy bất an. Đêm càng lúc càng khuya, tiếng huýt sáo vang lên không ngừng, người đàn ông thấy hơi sợ hãi, anh ta trốn sau một cây cột. Nhà xe trở nên vô cùng kỳ dị, người đàn ông ngồi trong xe hơi ngồi yên như ma nơ canh, tiếng bước chân cực nhanh và bóng người thoát ẩn thoát hiện, chốc chốc lại nhắc nhở anh ta, chỗ này đang cực kỳ nguy hiểm. Người đàn ông không dám tiếp tục ở lại, anh ta bắt đầu chạy, tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập lại gần, anh ta xông vào cửa thoát hiểm, tưởng rằng vậy là có thể thoát khỏi. Sau khi len lén nhòm qua khe cửa, anh ta kinh hãi phát hiện đuổi theo anh ta là bốn người, hơn nữa bốn người này trông giống y hệt mình. Cô gái này vô cùng mạnh mẽ, tính tình cũng hơi khó chịu. Vừa ra khỏi nhà đã vô tình dẫm phải tờ giấy vàng, bà lão ven đường đang đốt vàng mã. Cô ta ném tờ giấy vàng dưới gót giày vào chậu đốt, cảnh cáo bà lão đốt cẩn thận, đừng có làm vàng mã vung vãi ra đường. Nhìn theo bóng lưng cô gái xa dần, hai mắt của bà lão lập tức biến thành màu đen. Bà ta là hồn ma, đang đốt vàng mã cho chính mình. Tối nay cô gái tăng ca ở công ty, cả phòng làm việc chỉ còn lại mình cô. Bảo vệ tòa nhà đặc biệt gọi điện tới, giờ đã là 12 giờ rồi, hỏi cô có cần khóa cửa bảo an không. Cô gái nói chờ lát nữa cô sẽ đi về, lúc cần về cô sẽ khóa cửa, không cần phiền bảo vệ. Nhưng cô vừa cúp máy xong, thiết bị cảnh báo ở cửa đã vang lên tiếng nhắc khóa cửa. Cô gái tưởng là phòng bảo vệ điều khiển bật nên không nghĩ nhiều, cô đứng dậy đi tới cửa mở lại hệ thống khóa. Nhưng kỳ lạ là tiếng nhắc cảnh báo lại vang lên, nhắc cô hệ thống bảo vệ lại được bật. Cô gái thấy hơi bực bội, cô lẩm bẩm càm giảm bảo vệ tòa nhà, cho rằng bọn họ lo chuyện bao đồng, đã bảo mình về sẽ khóa rồi mà cứ bấm khóa làm gì không biết. Cảnh tượng trong camera xuất hiện dao động, tình huống càng lúc càng nguy cấp. Sau khi cô gái gọi điện cho phòng bảo vệ, biết được họ hoàn toàn không động vào cửa, mọi thứ đều tự diễn ra, cô càng nghĩ càng sợ, cứ cảm thấy có thứ đáng sợ gì đó đang ẩn nấp sau lưng mình, không dám tiếp tục tăng ca nữa. Cô gái vội vàng thu dọn đồ, đi nhanh ra khỏi phòng làm việc để về. Lúc này cô phát hiện mình lại dẫm phải một tờ giấy vàng, bà ma đốt vàng mã đã tới rồi, bà ta lặng lẽ đứng đằng sau cô. Điều cấm kỵ thứ tư trong tháng cô hồn, không được dẫm lên giấy vàng. Cô gái này là nghệ sĩ trong giới giải trí, sáng mai phải đi quay quảng cáo. Cô đã hẹn trước với tài xế, chỉ cần đặt báo thức đúng giờ là được.
Trước lúc ngủ bạn trai cô gọi điện tới, nói giờ đang tháng 7 âm lịch, làm gì cũng phải cẩn thận. Cô gái cười trêu bạn trai, thời nào rồi mà anh còn mê tín thế. Chẳng mấy chốc báo thức đặt ở đầu giường đã kêu. Mặc dù không muốn dậy nhưng cô vẫn nhanh chóng rời giường chuẩn bị, không dám chậm trễ buổi quay. Tài xế hẹn trước đã đợi sẵn dưới tầng. Tài xế đang yên lặng ngồi ở ghế lái, cô gái gọi mãi mới mở cửa xe. Tài xế rất kỳ lạ, từ đầu đến cuối đều không nói câu nào. Lúc cô mở điện thoại ra xem mới hơn 3:30 sáng, nhưng cô đặt báo thức là 4 giờ mà, có lẽ là cô đặt nhầm rồi. Cô gái gọi cho bạn trai định nói chuyện cho đỡ chán, nhưng gọi mãi mà không được. Cô gái hơi khó hiểu, không hiểu sao trong xe không có tín hiệu. Lúc này xe đột nhiên dừng lại, điện thoại bị tài xế cướp mất. Cô gái bị tấn công, cô hét lên thảm thiết. Điều cấm kỵ thứ 5 trong tháng cô hồn, không được đi ra ngoài ban đêm. Hai cô gái này chọn đi chơi vào tháng cô hồn, đi vào một căn phòng cuối hành lang. Cô gái tóc dài khá mê tín, cố ý gõ cửa trước, bảo xin làm phiền một đêm. Sau khi vào phòng cô ấy lại hắt giày, bởi vì làm vậy ma quỷ mới không động vào giày. Cô gái tóc ngắn thấy hơi cạn lời, cô ấy không nghĩ chị em tốt của mình lại làm đồ lên thế. Chỉ ngủ một đêm thôi mà cần gì phiền phức vậy. Cô ấy ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Cô gái tóc dài kiểm tra kỹ khắp phòng một lượt, phát hiện gương để trước giường bèn lấy khăn tắm che đi. Mặc kệ người khác có nói sao thì cô vẫn muốn làm cho yên tâm. Cô nằm trên giường mơ màng ngủ, không biết bao lâu sau cô mới từ từ tỉnh lại. Sau khi ngồi dậy cô nhìn thấy một bóng ma đội khăn trắng trong gương, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là cô bạn mới tắm xong. Cô ấy đã lấy khăn tắm che gương xuống. Cô gái tóc dài không so đo mà đi vào phòng tắm ngâm mình. Trong phòng nóng hầm hập ngâm hơi choáng đầu. Lúc cô ngồi dậy, xuất hiện tình trạng xuất hồn. Vừa qua 12 giờ đêm, ở giữa khách sạn phân thành hai tầng âm dương, cô gái tóc ngắn nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, bèn tò mò dậy kiểm tra. Cô gái tóc dài vẫn chưa đi ra. Khi mở cửa ra cô ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ác ma đã đi vào phòng tắm, ăn hết hồn phách lại xử luôn cả xác. Cô gái tóc ngắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Điều cấm kỵ thứ 6 trong tháng cô hồn, không tắm lúc nửa đêm. Cô gái tóc dài tắm xong không rút nước trong bồn. Nước để qua đêm sẽ tụ âm, dụ hồn ma gần đó đến, cắn nuốt sống cô ấy. Bộ phim đến đây là hết. Các bạn yêu thích phim kinh dị, nhớ like, follow, share cho mình nha. Cảm ơn mọi người.